quay cái này ra các túi với chất thải nha. Thường cái này nó nằm ở bên tay ha, tay thuận của mình thì mình dời luôn cũng được. Một cái tấm đắp nha, với lại gì mấy em, bình phong, một cái bình phong để che lại để nó kín đáo mà phải không. Rồi mấy bạn là cái bình phong rồi mang dụng cụ đến mình dìu bệnh nhân được chưa. Cái chuyện đầu tiên là làm gì, hồi nãy tôi nói là mình đã nhận định bệnh nhân rồi, giải thích bệnh nhân rồi đó, bây giờ làm gì? Trước khi tiếp xúc bệnh nhân phải làm gì? Vệ sinh tay được chưa. Sau đó rồi chào hỏi bệnh nhân, chào bác, tôi tên là nói tên của mình ra, mình là điều dưỡng phụ trách cái phòng bệnh này nè, hôm nay là bác sĩ phân công đến thì tôi gặp bác rồi, tôi giải thích với bác rồi, tôi sợ dụng cụ rồi bắt đầu thông tiểu tôi thông tiểu cho bác được chưa. Chứ còn nếu mà em chưa giải thích thì bắt đầu mình giải thích nữa nè. Nếu mà em mà chưa thì nhưng mà thường là mình giải thích trước đó rồi mình mới về mới sợ dụng cụ phải không đó. Rồi còn em có thể tự giới thiệu em và hỏi ổng nhớ tên mình không, nãy mình đến mình gặp ổng rồi đó phải không, ví dụ vậy nha. Rồi sau khi báo giải thích xong rồi nha thì mình làm gì? Che mình không phải không, lót tấm lán, đắp tấm đắp, rồi mới kéo một bệnh nhân ra được chưa. Rồi che bình phong, trong phòng này hình như là cũng có bình phong đó, đây có thôi rồi, thôi bình phong được rồi nha. Rồi bắt đầu mình lót tấm lán nha. Dạ. Lót tấm lá thì thôi bỏ cái này ra đi, coi như là chưa có tấm đắp đi. Tại cái hình mô hình nó ghê quá. Rồi thì mấy em biết đó là theo mấy em thì cái bệnh nhân này họ có thể tự nghiêng qua được không? Nếu mà tự nghiêng qua được thì cho họ nghiêng qua, họ tự nghiêng qua đi, anh nghiêng qua cái lót này xuống chứ. Để chi, để khi mình rửa ráy nó không thì dơ cái tấm ra của mình, được không? Nha. Nhưng bây giờ anh nghiêng không được thì mình sẽ nghiêng cho ảnh, thì tôi chỉ mấy em cách nghiêng nè. Thông thường nếu em muốn nghiêng người ta qua bên kia đó thì sao? Thì mình phải qua bên kia, mình kéo cái xong lên chứ phải không, chứ không mình đẩy qua ta đây là đẩy ngược qua người ta té làm sao phải không. Em nghiêng em chạy qua bên kia em lấy gì, em kéo thì tôi chỉ đi em làm đi, em kéo xong chắc lên không có rồi thôi cũng được, em đứng mà đó cũng được, em lấy tay đi lên đi đó, đưa tay bệnh nhân lên trên, chứ nếu không người ta nằm nghiêng qua người ta thấy sao, người ta sẽ đè lên cái tay này phải không. Rồi em sẽ cái chân này lại bắt qua bên kia được chưa. Tay đặt một rồi, tay nè, tay em đi dịnh dai, một tay dịnh dai và một tay kia, em đang làm đi, một tay dịnh như này, kêu bệnh nhân qua, được chưa? Để em nhét đây rồi thì bắt đầu, để em đi như thế này, thấy không? Đó vào đây, không có tay này mình nhét rồi. Rồi, bây giờ, đi như vậy làm được lại, mình quay qua đây bên này, thấy không? Mình cho cái tay lên đây, được chưa? Này lên bụng, bắt chân này qua chân kia, rồi. Tay để đây, đó. Lấy tay lúc qua, được chưa? Rồi, nằm tấm lá, được chưa? Sao cái nằm yên vậy đây rồi ha? Thứ hai làm gì đây? Đắp tấm lát lên, lên, rồi. Tấm lát này sao nó làm như nó nhỏ quá ta? Okay, không phải nó có, tôi muốn tấm gì nó nhỏ, tấm này nó xíu vậy trời. Tại vì cái này một lát mình sẽ làm là có rồi, kéo bụng như ra, kéo đây. Bây giờ cho nên mình không có đắp gì hết, mình kéo ra thì người ta có ngại không em? Nếu như tỉnh là ngại chứ phải không? Ngại buồn chứ, kéo hẳn ra luôn. Rồi, bài hấp tiểu là không có mặc quần. Rồi đây, khoan. Dù mấy em sao đâm tiếp cái quần của mình nha. Phải không? Cái quần của bệnh nhân thì mấy em đừng có hò tay nắm vô cái đáy quần nha. Cái đáy quần cái chỗ đó muốn nó cũng sẽ phải không? Rồi, nhét cái chân giường chưa? Rồi sau đó mình sẽ chuẩn bị bệnh nhân như thế này. Cái tấm này có 4 góc mà mấy em thấy không? 4 góc phải không? Một góc em cho để lên ngực bệnh nhân đi, được chưa? Còn một cái góc nữa em sẽ đặt ở đâu? Ở dưới chỗ giữa góc này nè, em sẽ quấn cái chân bên đây và góc kia em sẽ quấn cái chân bên kia, chính là cái tấm ra tôi thấy nó hơi nhỏ, tôi quấn cho mấy em coi nè, ở dưới nam nè, cái góc kia này nè, để dưới đây phải không, nam thì em quấn như thế nào phải không, em quấn cái cổ chân của họ thôi, tại vì khi nam họ nằm thì họ nằm sao, hai chân giang ra thì được rồi. Nam mà đâu có cần phải tìm cái lỗ tiểu nó lộ thêm luôn là đâu cần phải tìm, thấy không? Nhưng mà nữ thì khác, nữ thì phải hai chân chống bẹt ra như là khám sản vậy đó,
thì mấy em có thể tìm được cái lỗ tiểu, chứ nằm khép 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 là khó tìm lắm, nằm sâu trong đâu tìm được. À, rồi đó, nữ là mình phải quấn vô cái cổ, cái bàn chân của họ nha. Góc này cắm bàn chân như này, quấn cái bàn chân như này, sau đó em nhét đây, chứ đừng có dễ như làm gì cột thì khó chịu. Và cái chân phải chống bẹt ra như thế này đó, chống bẹt như thế này. Khi họ đặt như thế này thì chắc chắn nó không tụt ra được, chưa thấy không nha. Ví dụ đây là nữ thì hai chân bẹt như vậy ha, giờ mình ha, được chưa, ở đây nắm được rồi phải không. Rồi và em kéo cái này lên, kéo này lên, thì cuối cùng khi mình đặt thông tiểu cho bệnh nhân á thì mấy em thấy là bệnh nhân sao, có kính đáo không, có nhìn thấy gì không? Cái bún chỗ nào mình cần thì nó lộ lộ thôi, chứ còn chẳng hạn như bây giờ em không làm á, em kéo thẳng luôn, em để người ta cần cuồng vậy thì chạy chết. Mấy em làm gì thì sao, hai chân mình được che chở, thấy kính đáo không nè, đâu có lói gì, đâu lói gì đâu, để ngăn có lỗ lên cái đặt không tiểu là xong, được chưa, rất là kính đáo ha. Rồi coi như mình đã chuẩn bị bệnh nhân rồi, phải không? Mình kéo lên đi, lấy cái mô hình để vô mình đựng trước, kéo đi. Bây giờ mình làm nữ trước nha. Đây. Thông tiểu thường cho nữ. Phải không? Bây giờ đối với nữ thì cô, nhưng mà khi nữ mà ngồi vậy thì cái này nó ở dưới nó chút nghĩa lên hả. Đây nè, bây giờ nữ thì hai chân nhấc bẹt ra thì mình dễ nhìn mà, thì nhiều thấy gì kê đây thôi, chứ đâu nó nằm xuống đó thì khó lắm cô. Không, lấy gối, lấy hai cái dao, lấy hai cái dao chạy đi, chạy hết cô, chạy không chạy cho ít không chạy. Đúng rồi, chạy này không chạy, còn chạy nào nữa không? Lấy cà đó. Con đâu vậy? Thật sự cao quá không? Con mới đây. Đây, được không? Đại khái mình làm cho nó kê lên thôi, đặt cho mình dễ nhìn thôi. Cái này sau khi mà lắp cái này, cái góc khăn của mình đó, được không? Coi như đã là chuẩn bị xong hết rồi đó. Được chưa? Che bình phong. Lót tấm. À, tấm láng, đắp tấm đắp tốt để cổ quần ra được không? Lấy chân thế này. Rồi, đây là mô hình nữ. Bây giờ mình có hai cách, một là giải áp, hai là xét nghiệm. Thì nếu xét nghiệm em phải có lọ đựng nước tiểu. Để em đi xuống cái lọ đầu. Mày đó. Có lọ không? Thôi. Để qua lấy gì? Được không? Qua lấy cái lọ nha. Lấy cái lọ đi. Mày nghe nói. Rồi. Vậy thì thôi, vậy thì lấy ghế ngồi đi, rồi biết sao tao đứng luôn được chứ. Giờ tốt là mẹ nhìn thấy được phải không? Rồi, bây giờ bắt đầu này nha. Bây giờ nha, sau khi đã chuẩn bị bệnh nhân xong hết rồi, thì cái chuyện đầu tiên của mình làm gì? Mẹ, vệ sinh tay. Được chưa? Nha. Rồi làm gì? Bọc lộ bộ phận sinh dục. Em xếp, em bọc như thế này. Rồi cái này em xếp đeo quạt lại. Được chưa? Ha. Rồi bắt đầu em coi cái túi chất thải mình có để ngay tầm tay của mình chưa, được chưa? Sau đó em bắt đầu bê mâm qua đây, bê mâm để giữa hai chân nè, yeah, đừng có đạp nha, để mâm giữa hai chân chị đó, mở mâm ra luôn, được không? Mở mâm ra luôn. Rồi. Trên cái mâm này là chưa có chế. Thường á mấy đứa, cái sông tiểu này nè, cái sông tiểu này nó sẽ nằm trong cái bọc, nằm ở đây, được không? Bây giờ cái này cái tủ mình bóc ra rồi, tủ bóc rồi, cái nào nguyên đúng rồi, cái là sông tiểu, được chưa? Bây giờ tôi giả sử cái sông tiểu này nè, nó nằm ở ngoài này, nằm ở cái bọc ra, thì mình sẽ làm, mình sẽ trí như thế nào? Tại cái mâm em biết ở bệnh viện người ta hấp sẵn có túi, có một hạt đậu, khăn có lỗ, có chén chung, có kìm, có gòn, đầy đủ hết luôn. Tới đây mình chỉ bỏ gạt vô thôi, gạt thì mình từng bọc riêng và cái tháo ống thông nó nằm riêng. Thì bây giờ tôi thí dụ ống thông gì không có ống thông nguyên, tôi cũng để coi cái ống thông nằm cái bọc nha, thí dụ cái ống thông nằm cái bọc nha,
cái bọc ni lông màu vô khuẩn đàng hoàng đó nha, được chưa? Rồi bây giờ chế thì cái nằm ở bên đó rồi thì chế hơi khó nha, phải ấy tay chút xíu. Rồi mình chế vô, được chưa? Sao chế xong rồi đó làm gì đây? Mang ra, mang tay vô khuẩn, xé này ra kiểm tra này, khác này coi số có vừa mình hay không, được chưa? Hay còn hạn sử dụng hay không ha, xé ra bỏ cái này đi vô đâu. Đấy, chế được chưa? Bọn em trước khi mang găng cái xong này nằm đâu có bọc, em tháo bọc ra, được chưa? Em tháo cái bọc nó ra đi, để lát em mang găng vô khuẩn rồi thì em đâu có thò vô em mở ra xé ra được ha. Thường tay cũng có bịch xé ra bọc lộ để cho nằm yên vị chỗ này, phải không? Này nằm trong bọc nha. Rồi mới bắt đầu mang găng, được không? Găng này là cái găng xài rồi, phải không? Xếp có đúng không ta? Chắc lẽ là đúng. Rồi thôi, có mang đi. Rồi. Đồng hồ. Nhẫn là phải tháo ra, phải không? À, này mình không quên, mình quên tháo ra. Rồi. Nó qua luôn cái thằng dính. Rồi. Được chưa? Xong. Em mới lấy cái tay này nè, cái tay sạch của mình là bộc lộ ra. Thấy ấm được không? Bộc lộ ra cái này nằm trong bọc, em mới kéo này ra em thảy vô đây. Tôi nói em hiểu không? Nếu mà em dùng á cái mâm ta soạn sẵn không có cái ống thông hấp ở trong đó, cái khăm cái này sẽ riêng. Nằm trong cái bọc thì mình bộc lộ ra đi. Bây giờ cái tay mình chưa mang găng này nè. Cái tay này mang găng rồi nè. Mình bộc lộ ra, mình đừng đụng chạm vô trong á thì mình sẽ lấy cái tay vô khuẩn mình kéo này ra khỏi bọc ni lông, mình thả vô đây. Nó nằm đây đó. Có thể nắm được không? Nha. Nhớ cho điều đó. Rồi tiếp tục mang găng thứ hai. Ha. Rồi. Nhẫn vàng nhiều quá. Thì dưới nè, đáng là phải tháo chứ. Mà đây là rồi. Rồi. Sau đó rồi thì mình sẽ chỉnh lại, được chưa? Chỉnh như thế này. Mấy đừng có nắm dẹp rị nha. Nắm rị cái này nó chậm đây là ấy đó, mình phải nắm như thế này nè, rị lên, phải không? Cái này mình nắm hướng này rị lên, được chưa? Đặc biệt là kéo mấy ngón tay sát vô. Rồi bây giờ mới chú ý cho cái tay mà mang vô khuẩn là được quyền thò vô đây, được không? Giờ tôi muốn là cái chén chung tôi nằm ở đây gần một xíu đây đó nha. Rồi cái kìm tôi gấp lên đây để lên đây, được chưa? Rồi gòn gạt để đây nha, bộ hành đậu để đây đó, mang cái lỗ để đây, và đây là cái mấy em biết không, phải có chất bôi trơn. Thì nếu mà để sẵn này rồi á, hoặc là tụi mấy em phải cầm cái thiết bôi trơn á, một người phải phụ ấy với tôi vô đây, được chưa? Còn nếu không á, tức là một cái người nào phụ cầm cái thiết xịt cho tôi đặt cái này vị trí này. Còn nếu không thì sao? Ngay cái lúc mà cái tay mà sạch với tay vô khuẩn á, được không? Cái tay vô khuẩn sẽ cầm cái này lên, cái tay sạch sẽ cầm cái thiết đó xịt vô đây. Tới đây nắm được chưa? Ha, nắm được chưa? Lấy cái tiếp đó xịt vô đây, cái này là vô khuẩn được quyền cầm, đặt nó xuống, được không? Rồi, đối với thông tiểu thường, cái chuyện đầu tiên mình làm là cái gì? Sau khi chuẩn bị sắp xếp cái mâm lại rồi, hết đầy đủ rồi đó, mình sẽ cầm cái ống này lên, ống ni lông lên, được chưa? Ống ni lông lên. Rồi, ngày quá, trông quen thấy ghê, đúng là nó phải thẳng như thế này nè. Rồi, em sẽ lấy cái bên cái bôi trên, phải không? Em bôi một đoạn như thế này. Nếu nữ thì em bôi chừng 4-5cm thôi, còn nam phải 10-15cm cũng được. Khi bôi xong rồi đó, cái miếng gạt em đừng có dùng, là em sẽ để trong mâm luôn, để giữ cái ống này lại để chi nó không bung ra. Nếu em cái này nè, cái bôi trên nó dính, nó bê nó dính này, nó không có bung ra được ha, không có bung ra được. Ví dụ vậy, đặt vậy đi, nó không bung ra, được chưa? Rồi bây giờ cái mâm đã chuẩn bị xong hết rồi, rồi em cầm cái khăn này lên, khăn này, cái này khăn vô khuẩn được hấp trong mâm này nè ha, cầm vô tư ha. Nhưng mà khi em cầm như thế này lên rồi đó, em sẽ tính coi là nó làm như thế nào. Mấy em nhìn nè, ở dưới đây cái đường rách này là chẳng qua là gì, mấy em không? Tức là nước ngoài người ta dùng khăn giấy á, người ta xé ra, còn mình khăn giấy mình phải hấp lại, được không? Nha, em cầm như thế này. Bây giờ khi em đặt lên người của bệnh nhân, em đặt lên người của bệnh nhân, em phải chú ý cho tôi là hai cái tay phải giấu vậy nè, em đừng cầm vậy. Em cầm đặt thì là cái tay, hai cái tay mình đụng như người bên nhau là coi như hai găng, tức là cái hai găng tay này coi như bỏ, được chưa?
em phải giấu cái tay vào trong như thế này được không? Em đặt xé như thế này, đó được chưa ha, không chạm gì hết. Nhưng mà bây giờ nó mình chỉ còn một tay thuận là cái tay vô khuẩn thôi, một tay này là sạch đó, là sạch. Mình được quyền sửa lại, hay mình sửa lại ha, sửa như thế này được chưa, em được quyền sửa lại mà ha. Và nó là sạch rồi, còn cái này vô khuẩn, cái này không được thò vô đây ha. Được chưa, rồi xong, chuẩn bị hết rồi ha. Bắt đầu qua cái đoạn gì đây, lấy cái kèm gạt bự quá, thấy ở đây một miếng gạt nó hơi bự, từng hơi nhỏ tí xíu ha. Lấy hai miếng gạt để làm gì mấy em, để dạch hai cái môi lớn ra mình mới sát khuẩn được, chứ nó không thì đâu có ai nằm lộ như vậy đâu, bình thường nó không có lộ vậy cho em thấy đường để em làm đâu ha. Một miếng nữa được chưa, em dạch như thế này ra nè, này miếng này đặt đây, miếng này bên đây nè, được không, hai cái miếng hai bên em dạch ha, dùng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình đó mình mở ra, mở ra để chi, để nó lộ được cái lỗ tiểu của mình, phải không? Cách sát khuẩn như thế này, gấp gòn giống metalin được chưa, em phải sát khuẩn từ xa đến gần ha, từ trên xuống dưới ha, xa trước nha, gần sau, xa từ trên nè, môi lớn trước, từ trên chạy thẳng xuống. Nếu giả sử hồi nãy mình hướng dẫn bệnh nhân mà làm tốt vệ sinh rồi đó thì bây giờ sao mấy em, nó sạch rồi thì mình cũng không phải việc gì mà phải nhọc tâm nhiều. Môi lớn trước đó, mình thấy nó sạch sẽ rồi mình tới môi bé được chưa, đó xuống bỏ, gấp một gòn khác rửa ngay nữa, sau đó mình chạy bên gần, bên gần phải không, từ bên xa này trước này chạy xuống, không có chà lên chà xuống, chỉ xuống một cái thôi. Và mấy em chú ý là cái mũi kìm nó nằm ở trong cục gòn này, gọn trong cục gòn này, chứ nếu mà nó mà em cầm không gọn, em cầm vậy thì em cầm vậy đi, em cầm meo meo vậy đi, tới chừng em làm lát cái mũi này nó chạm vô cái vùng niêm của người ta sẽ rất là đau khó chịu phải không, tức là mình nó, tức là mình đó cái này này nó sẽ bị chạm như đây hiểu không, nó thấy chưa, cho nên khi gấp cục gòn phải nhớ là cái mũi kìm nó sẽ được bao bọc ha. Và em để trên đây em thả xuống nha tôi này nè, chứ ha, ví dụ vậy đó, chứ không có thò xuống đây làm gì là không được nha, được chưa, rồi lớn, môi lớn, môi bé, xa, từ trên xuống dưới, tới bên gần, sạch sẽ rồi thì bắt đầu mình xoáy ốc, xoắn ốc từ trong ra ngoài. Bây giờ cái lỗ tiểu chỗ này nè, lỗ tiểu nằm đây nè, đó, chỗ này nè, trong đây nè, mình xoắn ốc từ trong ra ngoài, được chưa, ra ngoài, đó. Được chưa, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, chỉ đến sạch thì thôi, nha. Và cái cuối cùng, cái cục gòn cuối cùng của mình là nè, mình xoắn ngay cái lỗ tiểu cho tôi, được chưa, cái lỗ tiểu nằm trong đây nè, ha. Em sống ngay cái lỗ tiểu của tôi, được chưa? Tôi nãy ngồi ngồi này tôi chưa thấy gì hết. Rồi bây giờ sau khi mà sát khuẩn rồi, cái là sát khuẩn xong rồi, em kẹp cục gòn ha, em để xa mâm, được chưa, rồi em mới hợp tác tăng vô khuẩn nãy giờ phải không, em cầm này lên nè, em đừng có đặt về mà là em để cho tay em thả xuống vậy phải không, tay còn vô khuẩn mà mình còn cầm giống xong nữa mà em không thể nào mà em đặt xuống cái tay mình chạm thì làm không được. Sau đó em cầm cái này lên, em có thể em bỏ cái miếng gạt này cũng được ha. Rồi em cho cái đuôi ống thông này vô đây được chưa, anh ơi, anh chị chứ, chị ơi há miệng thở đều đi hoặc là rặn tiểu đi, được không, há miệng và rặn tiểu thì sau đó em mới cho vô cái lỗ tiểu chỗ này được chưa, đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô nhẹ nhàng, nữ thì thật ra khoảng 5-6 cm là nước tiểu nó chảy ra rồi phải không, khi thấy nước tiểu chảy ra em cầm như thế này, nếu mà là cấy, nếu là cấy thì em cho chảy một đoạn đi, em bấm ống lại, em nhờ người cầm giùm chứ bây giờ em đâu có tay em đâu cầm được, được không nha, rồi nhờ người cầm mở nắp ra, tại vì mở nắp phải dùng hai tay, rồi đưa cái bảng phía bên đây nè, rồi nè, sau đó em buông ra, em buông từ từ cho nó chảy vô, em buông ra chảy vô, khi nó chảy vô nửa bình là em lại bấm lại, được không, ví dụ mình cái động tác mình là mình bấm như nè, bấm thế này nè, rồi mình nhả ra, rồi mình bấm lại, được chưa, để nhiễu khoảng chừng nửa đó cái bình đó là được rồi, em đậy nắp lại, nắp mình đi không tên nữa rồi, tiếp tục cho nó chảy ra đến hết, được chưa, rồi tiếp tục chảy đến hết thì rút ống ra thôi, vệ sinh là chẳng cô sử dụng rồi mình, rồi mình là xong đó. Mà có điều cái nếu mà trong cái trường hợp mà giải áp, giải áp thì cái bàng quang nó căng lên cả hơn lít, cả lít mấy lít tiểu luôn,
thì cái chuyện đầu tiên của em là khi nước tiểu đặt vô thì người ta nó bắn ra, nó chảy hào ra thì mình sao? Bấm là sao? Bấm đi chị. Không, nó cho nó ra nước tiểu nhiều quá, nó gây được xuất huyết bàng quang. Đúng rồi, bạn hồi nãy đúng hết ha. Có nghĩa là mình phải cố bấm lại. Tại vì lúc mà bàng quang nó căng lên á, thì rất là cái áp lực ở trong cái bàng quang đó rất là lớn. Bây giờ nó chảy ào ào ra mà nó hạ đột ngột, tức là hạ áp suất đột ngột đó, thì nó sẽ làm xuất huyết bàng quang. Sau khi chảy một hồi cuối cùng máu ra. Cho nên là mình phải luôn luôn là mình bóp lại cho nó chảy từ từ như cái ống nước mình khóa bớt vậy đó. Từ từ ha, nhớ nha. Và đến khi hết rồi đó thì làm sao? Trước khi rút ra phải làm sao? Trước khi rút ra phải làm sao mấy em? Bọc ống. Nhớ cho tôi nha. Ví dụ như thế này. Bọc ống cho tôi. Được chưa? Bọc ống rút ra. Tại sao vậy? Tại sao phải bấm ống rút ra mấy em? Còn cái đằng nước tiểu. Tại sao phải bấm ống rút ra? Cho nước tiểu nó rút. À đúng rồi, em bấm cái ống này ha, em rút ra như vậy thì một là nó không bắn vô mặt mình. Tại khi em bóp cái ống như thế này ha, em bóp như thế này thì dù hôm nay nó có động nước tiểu đi nữa nó cũng không có văng ra được. Còn nếu em cứ buông ra thì em tự động em rút thì nó sẽ văng, có thể văng vô mặt mình không chừng, rồi nó dây theo cái đường này, được chưa? Em bấm như vậy hôm nay còn nước tiểu không sao hết, được chưa? Và sau đó mình sẽ làm gì đây? Bỏ cái này đi ha, rồi mình lấy một miếng gạc ha, lấy miếng gạc cuộn gòn này giữ kèm phải không? Rồi ha, mình chậm lại cái lỗ tiểu này đi ha, rút ra giờ ha, chậm lại. Rồi, quăng vô đây hết, bỏ đây hết. Rồi, bê cái mâm này qua bên đây, được chưa? Cái bồn hạt đậu thì thường nó bự lắm chứ phải bị lớn gì đâu. À, rồi, lấy bồn hạt đậu này bỏ đây đi, nha. Đồng thời, lấy khăn có lỗ ra và mình kéo luôn cái khăn này, mình đẩy lại cho bệnh nhân được kín đáo, được không? Nha, rồi. Tháo găng tay, nha. Tháo găng tay, sau đó làm gì? Cho bệnh nhân nằm lại tiện nghi. Thì hồi nãy là mình mở này ra, mở kia ra, được chưa? Rồi sau đó thì sao? Kéo cái tấm nắp lại, mặc lại cho bệnh nhân. Lấy cái tấm lót ra. Rồi báo bệnh nhân là tôi đã đặt thông tiểu sang xong rồi đó, tôi lấy nước tiểu đi cháy hay tôi làm gì đó. Hay là giảm áp thì anh thấy cái bụng anh nhẹ chưa này kia, phải không? Rồi tôi dặn nè, dặn cái gì? Dặn là thông thường là những trường hợp này thì sau đó nên khuyên người ta uống nước nhiều để cho cái đường tiểu lưu thông cho tốt, phải không? Ha, uống nước nhiều vô, được chưa? Rồi, dọn dẹp dụng cụ, vệ sinh tay, ghi hồ sơ là hết. Nhớ cảm ơn bệnh nhân, được chưa? Rồi xong. Đó là thông tiểu thường. Rồi bây giờ mình qua cái thông tiểu thứ hai là thông tiểu lưu. Đây. Nãy em thấy cái thông tiểu thường như vậy rồi, thông tiểu lưu nó khác thế nào? Cái thông tiểu lưu nó khác chỗ nào? Nhìn nè. Cái dụng cụ thông tiểu lưu á nha, mấy em nhìn này để biết phân biệt nè. Nó có hai chén chung nè ha. Một cái chén là đựng Loibidin để sát khuẩn bình thường không nói rồi, một cái chén kia là đựng nước cắt vô khuẩn để mà bơm vô cái bóng nè, cái bóng này. Một cái xi lanh thôi, cho tôi nắm đây luôn, cái xi lanh 10 mới đúng, cái này 5, lấy cái 10 đi cô em, lấy cái 10 đi, nha. Rồi thay vì cái bồn hạt đậu thì mình làm túi nước tiểu, ở cái kia là cái bồn hạt đậu để nó hứng nước tiểu, phải không? Còn cái này là mình mở cái túi nước tiểu mình bỏ vô đây luôn, để lát mình lắc trong cái môi trường vô khuẩn, được chưa? Nha, khăn có lỗ nè, rồi gì nữa, kèm, ở đây nè, không thấy gạt, có gạt không em? À, có gạt, rồi, bỏ cái xi lanh này đi, rồi, cho mấy em coi luôn này nè, mấy em nhìn nè, cái thông cô lây có thể hai nhánh hoặc ba nhánh, cái này đứt nó teo chỗ này rồi đó, để coi còn xài được hay không ha. Có thể hai nhánh hoặc ba nhánh thì khi nào dùng hai, khi nào dùng ba, thì thông thường mấy em biết là mình đặt thông tiểu mình để theo dõi thì dùng hai nhánh được rồi, nó lưu lại được rồi. Nhưng mà những cái trường hợp mà mình thông tiểu lưu chẳng hạn như người ta bị tai biến hay bị chấn thương cột sống này kia nọ, là người ta không tự tiểu được, mình phải đặt vô đó. Thì thường những trường hợp đó chắc chắn là sau thời gian họ sẽ nhiễm khuẩn, mà nhiễm khuẩn thì phải rửa bằng quang, mà hai rửa bằng quang thì phải đặt ba nhánh thì rửa nó dễ hơn hai nhánh. Thế này nắm được không? Thì mình phải cân nhắc cái trường hợp này là đặt hai nhánh hay ba nhánh lưu, có hai nhánh có ba nhánh. Và nhớ cho tôi là số, cái số nó quan trọng lắm nha, cái số nó quan trọng lắm. Ví dụ chẳng hạn như người lớn bình thường của mình là nữ là mình sẽ 14, 16, còn nam thì có thể 16, 18 chứ không có lớn hơn. Có ống 24, 26 là ta tặng để người ta mở bằng quang ra da thôi. Còn trẻ em thì bóng ống số 8, số 10 gì đó
số nhỏ hơn nữa chứ đừng có lấy cái số bự quá nha. Đặt vô là nó bị xuất huyết á, chảy máu nó bị nhiễm khuẩn á. Cái này tôi không biết là nó mất cái đầu này rồi thì nó chắc kiểu nó có được hay không. Không thì mình bơm thử, tôi bơm thử cho em coi nè. Cái này là cái van một chiều. Được rồi, lấy cái bóng hư rồi trời. Bên kia xong lắm, em ra nó tua đưa cho mấy cái xong đi. Nó cái xong bên đây bị hư rồi. Rồi. Cái chai nước tắt. Cái chai nước tắt. À rồi rồi. Em lấy cho cô cái mô hình của Nam đi, qua đây đi. Có em mà có chai nước suối không? Có chai nước suối uống không? Nước suối ăn. Có không? Có dùng. Đây rồi. Rồi, đây là cái này. Tại vì không có chai nữa. Coi nè, thông thường á khi mà xong mâm á người ta là nhắc hai cái này qua đây nè, tùy theo tay thuận của mấy em tay nào thôi ha. Mình cho này nằm bên đây một cái miếng gạt có chứa cái chất polyvinyl này chất trơn cái này là lò thiên này đầu tiên nước cắt nha, nhớ mấy em nước cắt vô khuẩn mấy em nha, sẵn luôn đi. Rồi, đã thôi bây giờ cho nó nằm nó trống trải bớt, ăn keo, được chưa? Bây giờ mấy em nghe nè cái đó, thì thông thường á, đâu có sợi dây này trời. Cái cột cũng dường đó thôi. Điều cái sợi dây người ta bằng giải chứ đây mình lấy cái gì cái dây. À đây nè, à, đây ông chồng, đây. Rồi, bây giờ mấy em nghe thật kỹ này nha. Cái này ba nhánh, cái này ba nhánh, thì mấy em thấy không, màu cam, màu tím, màu đỏ, quá trời màu, phải không, màu gì gậy nó, mà những cái ống màu này nè, có nghĩa là cái ống này là nó bơm hơi thôi, nó bọc khí lên thôi, nó bơm cái hơi lên đó, nha, đây ví dụ vậy, tức là nó chứa cái túi khí này nè, đó, ví dụ đây, mấy ống là một chiều hơn, à cái van này van một chiều, cái van này van một chiều, ví dụ em bơm như thế này. Bơm thì nó to vậy. Em buông ra thì nó không có tự xẹp xuống. Mà cái em cho này vô tự động nó xẹp ra. Được chưa? Đó như thế này. Ha, này bơm có 5ml thôi. Thì mấy em nhìn nè. Mấy em nhìn nha, cái lỗ nè, cái lỗ mà để cho nước tiểu nằm đây. Cái bóng nằm đây. Nhìn thấy không? Thì tôi hỏi mấy em nè. Khi mình đặt cái thông tiểu này vô tới bàng quang của nam hay nữ gì đó mà thông thường là nam. Nam tại cái đường niệu đạo nó dài lắm, cả 16 17 cm. Nữ thì em đâm vô, em đặt vô chút xíu khoảng 6-7 cm nước tiểu chảy ra rồi. Nhưng mà nam nó dài. Thì em đặt vô, em thấy nước tiểu chảy ra thì em làm sao? Thường người ta bơm bóng để người ta cho nó ăn, chắc ăn nó không có tụt ra đó. Nhưng có một bạn nó đẩy vô nữa. Em là có ý kiến gì không? Khi mà thấy nước tiểu chảy ra em đặt vô tới bàng quang, thấy nước tiểu chảy ra em làm sao? Đẩy vô tới 12-15. Cái gì một chiều bóng này là đâu có cái này, tôi nói là thằng chưa có cái này, tôi nói thế, mấy em nhìn nè, mấy em nhìn cái bóng này nha, bóng nằm đây, cái lỗ mà để mà thông thương cái nước tiểu á, ha, nó chảy ra từ nó vô cái lỗ này, nó chảy ra đây hoặc là chảy ra đây, tới hai đường, còn nếu mà tới hai đường, còn nếu mà một đường thì nó chảy đường kia, còn cái đường mà màu vàng màu xanh màu trắng gì này kệ nó, thì là nó là để bóng thôi chứ hoàn toàn không ý nghĩa gì hết, chỉ bơm bóng này chứ không có dính gì tới trong cái nước tự chảy ra hết. Mà khi em đặt nè, khi em đặt cái em nhìn nè, thấy không, bây giờ khi mà em đặt vô em thấy nước tiểu nó chảy ra thì em làm sao?
Tại sao đấy? Để mình nhìn vào cái mình giữ lại. Ủa? Đẩy vô. Để là bơm giữ lại. Lý do? Để khỏi bị tụt cái dây ấy thôi. Để khỏi bị tụt cái dây. Em nói, còn em cũng nói bơm lên. Em cũng nói đẩy vô mới bơm. Đẩy vô rồi mới bơm. Tại vì nếu mà mình chưa có vô trong cái bằng quang á thì nó ở ngay cái cổ niệu đạo á, mình bơm bóng thì nó nằm á, ở lập lờ ở cái lỗ niệu đạo á, thì mình bơm nó vô bệnh nhân nó bị dập niệu đạo. À nha. Yeah. Ủa sao em đọc tài liệu hả? Hay là ai nói? Hả? Dạ, yeah, đọc tài liệu. Thì có một mình bạn nói là, mà tôi không biết là những người khác có đọc hay không. Thế là bạn thì biết, có thể là bạn đã làm, có thể đi làm hay gì đó là đọc tài liệu rồi. Thế là tôi nghe tôi biết là bạn biết rồi, mà những người khác có lại không đọc. Tôi hỏi mấy em có đọc hay không đó. Không, thông thường mấy em phải nên đọc, nghe đọc trước. Rồi mình sẽ thắc mắc tại sao như vậy. Bạn này là có lẽ có đọc bài phải không? Dạ, tại hồi đó em thấy đó cô. Em thấy. Em thấy thì em nói, thì em nói đúng nhưng mà em giải thích nó chưa đúng. Giả sử như là bạn này giải thích á thì mấy em hiểu không mấy em? Mấy em hiểu không? Bây giờ tôi nói em nghe nè, mấy em nhìn này cái bóng nè. Tôi bơm cho coi nè, cái bóng này đi. Nghe. Ví dụ vậy. Ha. Bơm thêm một cái nữa đi. Cái này vào một chiều vậy đó, bơm vô. Được, cho vô nữa là nó thấy ra rồi. Bây giờ vậy, mấy em nhìn nè. Ha. Cái lỗ nó lên đây, cái bóng nằm dưới này. Thì tôi nói là khi em đặt vô em thấy nước tiểu chảy ra, thì hai người cũng nói là không ai có kiến gì, hai người nói là phải đẩy vô nữa, phải không? Thì em này giải thích là đẩy vô để bơm bóng, phải không? Đẩy vô để bơm bóng. Tại sao bơm bóng hay đẩy vô, phải không? Rồi bạn thì nói là cái đường dương vật của nam đó, nó phải qua, ví dụ chẳng hạn như bệnh nhân mà nước tiểu người ta bằng qua nó căng quá mà mình bơm nó vô quá, thì cái đường dương vật của nam nó đã mất hết một đoạn khoảng 8-10 cm, thì mình mới đẩy vô nó mới vô cổ bàng quang. Chứ mình nó chưa vô cổ bàng quang mà mình bơm móng nó vô thì nó nhiều khi nó đang còn nằm trên cái lỗ dương vật. Bạn nói mấy em hiểu không mấy em? Bạn nói hiểu không? Hiểu không? Tôi nói em nghe nè, phải không? Tôi nói cho mấy em nghe nè. Cho nên tôi cho mấy em coi cái bóng này đây chị biết không? Nếu sau này mấy em muốn thi thì chắc chắn tôi sẽ hỏi câu đó. Mà khi tôi hỏi câu đó mấy em trả lời không đúng thì chắc chắn tôi sẽ cho mấy em thi lại. Ha, giờ có làm cái gì khác không biết. Mà không nói thì tại vì cái này nó tai biến kinh khủng á ha. Nè tôi thí dụ nha, làm cái khác đi. Cái này đi. Đây. Vậy đi, mấy em nhìn nè. Từ cái lỗ mà để cho nước tiểu nó chảy ra. Bóng này bị sẹp. Vậy không? Cho đến cái bóng này á, thì em tưởng tượng coi nó là bao nhiêu. Một đoạn á cũng ít như mấy cm. Thì không, thông thường khi mấy em đặt thông tiểu đó, cái tâm lý mà đặt vô mà thấy nước tiểu chảy ra mừng lắm. Em đặt vô mà thấy nước tiểu nó bắn ra rất là mừng, phải không? Một là bệnh nhân là có nước tiểu nè, hai là chắc đúng đường, là đặc biệt là nữ nữa, phải không? Nhưng mà thường nó rơi vào tình huống là nam. Thì khi em đặt vô rồi thấy nước tiểu chảy ra mừng quá, em bơm bóng lên. Em bơm để em giữ, làm sao nó tuột ra chứ gì hết trơn, đặt là cầm bơm liền, phải không? Nhưng mà khi em bơm thì sao? Em chắc em là thì chắc chắn rằng như bạn mình nói mà giải thích nó mà không nói rõ cho mấy em như nè. Tức là cái bóng này nè, nó chưa có vô bàng quang được mà nó còn nằm ở trên cái đường niệu đạo đó. Cái đường đi vô đó, nó còn nằm ở trên đường niệu đạo. Mà em đã dội bơm lên rồi. Và khi em bơm lên như vậy á, thì cái nó vỡ cái đó ra. Mà nó vỡ cái đó ra, máu nó chảy cho nên là nửa lít luôn á. Nó chảy ào ào ra luôn á. Tức là mình nó bị vỡ ra, biết không? Mà mạch máu nó chảy ra. Rồi nó sẽ chảy ít nhất là cả bộ hạch đậu luôn đó. Là cái trường hợp này là tôi chứng kiến là mấy lần rồi đó. Là do cái kiến thức của điện cũng có, phải không? Để làm cho bệnh nhân phải là mất máu là đau đớn đi chứ. Nha, tôi nói đây mấy em hiểu chưa? Tới đây hiểu chưa? Tức là khi mà thấy nước tiểu chảy ra phải đẩy vô thêm 3-5 cm về tài liệu. Mà còn tôi nói là 7-10 cm cũng được nữa. Đẩy vô sau đó không có sao hết trơn. Phải không? Rồi em bơm góc lên thì chắc chắn cái bóng nằm trong bàng quang. Chứ nó nửa chừng xuân rồi nó còn nằm trong niệu đạo, em bơm lên cái. Cái trường hợp thứ nhất là có một cái em nó đặt vô. Nó đặt vô thì nó ban ngày. Cho nên nó bơm, em biết nó bơm được 4ml thôi. Mà cầm cái ống mà em bơm bét nhất là phải 10ml. Trên cái đầu này cho phép được bơm tới 30 nữa mà. Mà thông thường mình bơm 10 là nó không có tụt ra được rồi, phải không? Thì á, nó bơm 40ml là nó không đẩy được nữa, cứng quá. Nó chạy lại, nó nói cô sao mà em bơm không được. Em bơm 40ml mà nó cứng quá, bơm không được. Tôi biết ngay là nó chưa đẩy vô. Tôi nói bây giờ em lấy xi ranh em rút hết ra đi. Rồi em đẩy vô cho tôi thêm một đoạn 7-10cm nữa đi. Rồi em bơm bóng ra. Thì nó đẩy vô rồi ngon ơ à, biết không? Tức là nó biết kêu. Còn một trường hợp thứ hai nữa, đêm nữa hôm đặt cái xăm để sáng cho ông đi mổ.
mấy biết không, đặt rồi nó bơm cái bóng lên một cái là nước tiểu thì chảy ra là lát máu, máu này chảy ra đầy hết trơn. Rồi cái nó bơm bao nhiêu thì nó không có nói, chỉ có điều sáng nó ra trực nó về mất tiêu. Khi mà tôi đi thăm bệnh nhân tôi nhìn thấy cái túi nước tiểu mà đỏ lờ mà chuẩn bị mổ thì nó bộ chú thì nước tiểu chú mới bên đây đi tiểu ra có ra máu không, thì ông thì cũng ung thư thận thì cho nên đâm ra ông nói chứ không, mấy bữa tôi nói tiểu vẫn vàng bình thường mà sao tự nhiên giờ nó ra máu. Tao nói ủa là ra máu lúc nào, nó đặt xong tiểu xong cái là bắt đầu ra máu vậy đó. Tôi biết ngay là nó đặt là nó cũng bơm bóng sớm, ta dùng từ là bơm bóng sớm á, mấy biết không đó. Cái tôi mới kêu cái em điều dưỡng khu vực, tôi nói bây giờ tôi nói em nghe nè, em rút hết cái nước cắt cái trong cái bóng ra đi, rồi em đẩy nhẹ nhàng từ từ em đẩy vô cho tôi, chứ chắc chắn là nằm kẹt ở đó không đẩy ra đi được hết. Rồi sau đó trong bệnh nhân đẩy xuống phòng mổ và đẩy về, mất máu quá trời, coi là công thức có máu đó, bị tụt quá phải truyền cho mấy đơn vị máu, em thấy không, là mình hại bệnh nhân vô cùng luôn nha. Đó cho nên là nhớ cho một điều là cái bóng nó nằm đây, nước tiểu đây, nước tiểu thấy thì em đẩy vô thấy nước chảy ra là mừng. Em bơm bóng lên là một số điều dưỡng lâu năm đi nữa cũng chưa chắc đã có kinh nghiệm gì đó nữa. Mà tôi là thi là tôi hỏi chắc chắn, tôi hỏi mà em là không ra được câu này, chứng tỏ cái người đó là không, một là học với tôi mà không có thèm để ý thì rớt, cho đi ra thì thi lại, tốt nghiệp cho người lại nữa ha. Rồi thì ở đây đối với nam thì mình đẩy vào thêm từ 7 đến 8 cm, còn đối với nữ thì bao nhiêu cm nữa? Nữ nếu lưu thì cũng phải đẩy vô nữa à. Nữ em đẩy vô thì sao? Dạ đẩy vô nhưng mà bao nhiêu cm? Em đẩy nó cho cùng á, trong cái tài liệu ta kêu là 3 5 cm thôi. Mà tôi hay nói nhiều, tôi nói 7 8 10 cũng được, muốn nhiều muốn là đẩy vô đi, phải không? Rồi sau đó rồi đương nhiên bơm bóng xong rồi em kéo nó ra chứ sao, ai chết đâu mà ha, người bệnh nhân không chết được rồi nha. Rồi. Bây giờ dụng cụ đã chuẩn bị xong hết rồi, mang dụng cụ đến bên giường bệnh nhân rồi tự thiên tai rồi tự giới thiệu báo giải thích tùm lum hay mấy thứ cái đó là tôi không nói nữa, che bình phong, lót tấm lót, đắp tấm đắp rồi xây ra, nữ thì vậy, nam thì vậy ha. Rồi đang tư thế này thì làm gì mấy em, vệ sinh tay lần nữa, bộc lộ bộ phận sinh dục ra, được chưa? Cái này mấy em xích để quạt cho tôi nè. Nó khác biệt chỗ nào em, nãy tôi nói rồi phải không, có thêm cái băng keo cố định phải không, từ gì nữa ha, hai cái chén chung, một chén nước cắt, một chén bovilidin, rồi hai bộ hạt đậu thì nó có cái túi chứa, được chưa? Rồi vậy thôi, để qua bên kia anh ơi, đừng có đạp đổ nha, để giữ chân anh đó ha, rồi mở ra được chưa, mở ra. Rồi nha. Bây giờ mấy em chú ý nè, trước khi mang găng thì em tháo này ra cho tôi nè, bọc lỗ ra được chưa, bọc lỗ nó ra ha. Còn cái thứ hai là cái tiếp KI ở đây mình không có vôi trơn á, em cũng mở ra luôn, em để sẵn đây luôn phải không. Rồi bắt đầu mấy em mới mang găng được chưa, mới mang găng này biết mang được nữa không, biết không ai mà làm lại. Rồi đây quay cái này vô mà có đồng hồ có nhẫn là không đúng rồi đó ha. Rồi. Cái gì mấy em, bây giờ mới làm gì đây, cầm cái này ra, ra rút ống này ra thả vô đây có rồi kìa ha. Cái thứ hai là em cầm cái gì, cầm miếng gạt, cầm miếng gạt em cầm cho tôi, em xịt vô đây cái cầm đây được chưa, nếu không có người phụ ha. Sau đó mới gì, bắt đầu mang cái này được không, nhớ cho điều đó nha. Rồi ha, sau đó mình chỉnh sửa lại được chưa, chỉnh sửa lại kéo xuống. Rồi bây giờ cái chuyện đầu tiên của cái đặt cái thông tiểu của cái ống 10cc có đây không ta? Ủa đây có đâu, mất tiêu rồi. Cái hộp đây mình đưa đi. Đâu ống 10 đâu ta, hình như mình thấy mà đúng kia sao. Ừ đúng rồi. Sao mà mình không biết, thấy vô cho tôi đi. Thấy vô đây. Rồi. Nha. Đối với cái đây là tông á, thông tiểu thường á, thì chuyện đầu tiên là sau khi sắp xếp lại mâm rồi mình bôi trơn nó. Còn riêng cái này thì trước kia đó người ta bắt mình thử bóng. Thử như tôi thử nãy đó. Nhưng bây giờ một số tài liệu nó kêu đừng có thử bóng. Khi em thử bóng em bơm lên
rồi em thả ra thì nó có cái khất đó nó làm cho mình đặt khó lắm. Và đặc biệt là nói chung cùng cả trăm cái ống thì không cái ống nào y lỗi ha, ở nước ngoài nó không có thử, mà mình đây Việt Nam hay thử, mà sau này tài liệu không thử nữa thì thôi giờ tôi cũng không thử luôn, được chưa? Do đó cái điều đầu tiên của mình là gì, cầm cái ống nước, cái ống 10cc này vô, mình rút 10ml nước cắt vô đây, mình quay cái đầu qua đây, được chưa? Quay vô đây thì nó hơi bị dướng, phải không? Rồi mình sắp xếp lại mâm nè, ví dụ giả thử cái này bên đây mình bê qua đây, được chưa? Sau đó em lắp này vô, em lắp cái đầu ha, đầu này vô đây nha. Nếu mà ba nhánh thì em cũng lắp ngay cái đường giữa này vô này ha, còn cái đường bên hông thì em phải cố định lại cho nó chắc chắn. Sau đó em lấy cái bôi trơn hồi nãy đó ha, em bôi trơn như thế này. Nam thì nhiêu em bôi là từ đây nè chạy xuống đây nè 10-15cm chặt cái đây, em kéo này ra. Em đương nhiên thằng có cái nào mình sử dụng trước thì mình để lên trên, cái nào mình sử dụng sau mình để dưới, phải không? Còn đương nhiên thằng có lỗ mình sử dụng trước rồi mình sẽ đặt lên trên, được chưa? Để đây ha, em lấy kìm lên, tìm lên đây, đây xếp lại mâm ha. Rồi đó, xong chưa, chuẩn bị xong hết rồi. Cái chuyện đầu tiên của mình là gì, cầm khăn lên đẩy khăn. Khi mà đẩy khăn thì mấy em chú ý nha, tôi là gì không biết sao hồi đó thì cắt hết mấy cái này tôi không hiểu được. Rồi đây nha, tại thật ra là diễn tả cái gì mà nước ngoài làm giấy tờ bỏ đó thì nó có cái rồi, được chưa? Thấy không được cầm gì mà cầm vậy ha. Bây giờ một tay ra sao, một tay sạch, một tay vô khuẩn, tay sạch tay vô khuẩn, tay sạch thì mình chỉnh sửa cái này được, phải không? Rồi bắt đầu sát khuẩn y như nữ luôn vậy ha, y như nữ cũng sát khuẩn luôn. Em cầm cái gạt thấy đây, được chưa? Và mấy em nhớ cho là cầm cái gạt để làm gì, em kéo cái dương vật lên, em kéo bao quy đầu xuống nha. Rồi tôi nói mấy em nghe nè, xác nhận đi, bình thường lỗ tiểu đâu có dễ dàng gì, thấy em phải tuột cái bao da quy đầu xuống nó mới lộ cái lỗ tiểu được, phải không? Tuột xuống cái này mô hình thì ông thường tuột cũng thấy, phải không? Sau đó thì em nhúng vô tay này nè, em sát khuẩn cho tôi từ cái lỗ tiểu nè, từ cái lỗ tiểu này đi ra xoắn ốc, đi ra đi ra. Cái dùng này nếu mà không làm vệ sinh kỹ nó dơ lắm nha. Dạ rồi tiếp tục nha nha, cũng ngay từ cái lỗ tiểu này nè ha, đi ra đi ra đi ra đi ra, làm hoài cho đến sạch thì thôi ha. Có lần này em nào vô sát khuẩn đó cô, làm tối thiểu 2 lần à, tức là làm 2 lần cho nó trời đất, ai dạy em 2 lần thì nó nhớ lộn con sát khuẩn tiên đó rồi nha. Cho nên giờ tôi cũng kỹ 2 lần chúng tôi làm tới làm lui cho mấy em đừng có lộn đây nè ha. Cứ làm gì ha, rửa nó ốc từ trong ra ngoài, được chưa? Và còn cuối cùng thì sao mấy em, còn cuối cùng thì sao, tại lỗ tiểu, được chưa? Rồi kẹp cục gòn để xa mâm ha. Sau đó em cầm này lên nè, em bỏ cái miếng chất bơ trơn ra bên, rồi em quăng vô cái túi chất thải cũng được. Em cầm lên vậy nhớ ngón cái ngón trỏ nắm cái đầu cho tôi, đừng thả xuống ịt cái nước hết, được chưa? Thả xuống vậy phải không nè, cầm đây, đưa cái dương góc, cái dương vật thẳng góc với thân người, được chưa? Kêu bệnh nhân sao, há miệng thở đều, hít thở sâu cũng được, há miệng thở đều và hay hoặc là rậm tiểu đi anh ơi nha, há miệng thở đều đi nha, há miệng thở đều ha. Sau đó là vô gốc nè, em đặt vô, đặt vô bao sâu mấy em, 10 đến 15. Thì bây giờ nè, cái tài liệu mà hiện tại bây giờ người ta viết như thế này, do dương dọc nó thẳng đứng như thế này, em đặt vô một đoạn đến chỗ dưới, dướng thì mình không biết bao nhiêu, nhưng mà thường là khoảng 10cm là nó dướng rồi. Còn ông cao, ông bự, ông cao thì đương nhiên phải cao hơn tí, phải không? Ai mà lùn thấp thì chắc là nó ngắn hơn tí. Thì mình nói thế này, là nó thấy dướng một cái, em hạ nó xuống, em tiếp tục đẩy vô, đẩy đến khi nào thấy tự nhiên ra thì làm sao? Thấy nó tự nhiên ra làm sao? Đẩy vô nữa tiếp. Sao? Đẩy tiếp vào. Đẩy tiếp nha, ai nó bơm bóng là rớt á nha. Đẩy tiếp vô 5-7cm gì đó, được chưa? Sau khi đẩy tiếp xong rồi em theo, em bơm bóng. Đúng rồi, cầm này lên. Đó là bơm, được chưa? Rồi tượng trưng ha, bơm xong, quăng này vô đây luôn. Bơm hết rồi quăng luôn. Sau đó em nhẹ nhàng, em nắm em kéo ra. Nãy em đẩy nó vô, biết nó nằm đâu biết. Bây giờ em kéo ra tới cái chỗ nó dướng lại đó,
thì có nghĩa là cái bóng nó nằm ngay cổ bằng quang rồi ha, kéo nhẹ nhàng ra được chưa, đồng thời lấy miếng gòn ha, lao chung quanh cái lỗ tiểu được chưa, rồi bỏ luôn đó, xong anh bê cái mâm này về chỗ cũ đi được chưa, cái bàn này ha. Tất cả nếu khăn giấy ta xé ra, còn này mình nấu khăn giấy thì mình bắt đầu mình túm nó lại, mình cho nó chui qua đây được chưa, chui cái lỗ này ha, lỗ này lấy khăn có lỗ ra, có nhiều đứa thi để luôn khăn có lỗ cố định luôn ha, rồi lát nó mang khăn có lỗ về luôn, rồi đẩy lại được chưa, cho bệnh nhân bị kín đáo nha, mình cho như thế này. Bây giờ đi để cố định nè, nghe thấy không, rồi sao tới đây rồi ta tháo găng cố định ha, tháo găng bị dám ăn keo mới dễ, chứ không thì làm sao được chưa, cố định có ba vị trí cố định ha. Cái thứ nhất là mình treo cái này nè, cái này có hai sợi dây mình treo thành giường này nè, cách cái mặt giường là khoảng 60 cm, thì mình nói tiếp theo thôi chứ trên giường này thì đúng là nó cũng sát bên quá ha, và đặc biệt đừng có cho cái này nó nằm rớt đất dày không được, treo cách mặt đất nha, chứ vậy nó dơ được chưa. Rồi cái vị trí cố định thứ hai là men phải cố định ở nam là ở bẹn bụng, bẹn bụng là chỗ này, bẹn bụng là vậy nè, tôi dịch cho mấy em coi nè, kéo lên đây. Tại thật ra là mấy em biết không, nếu giả sử đúng nó thì nó không có bự vậy đâu, nó teo nhỏ lại phải không, chứ đâu có ai vậy phải không nha, nhưng mà mình kéo thì nó là thoải mái được không, chứ không gì, nhưng mà bẹn bụng là vậy đó, để chi người ta muốn là nếu mà em mà một số người thì họ sợ không thích như vậy, họ để dưới dưới không chịu, họ cho nằm dưới đùi đó, nam nó nằm dưới đùi như vậy, nằm đùi họ đè chứ đừng có lên, nhưng mà khi nằm vậy thì có nghĩa là cái ống thông tiểu nó gấp như vậy, mà bị lâu ngày thì nó sẽ là cái giò như nó bị lép đó, em nó tì đè cái đường nó đang còn cái đường niệu đạo như vậy, nó vậy mình kéo lên vậy thì nó có một đường thẳng, nó quật lên vậy thì không sao, mà nó cụp xuống vậy cái là ít ngày cái chỗ này nó thành cái giò niệu đạo ha. Do đó là nếu mà đi kiểm tra mà thấy cái thông tiểu của nam mà đặt ở dưới cái đùi cái là coi như là điều dưỡng nó bị la dữ lắm, lúc này cô đổ thừa cho bệnh nhân, còn bệnh nhân chứ mai trên á họ cứ lôi xuống à, mình phải giải thích với họ chỗ này mình có định chỗ này cái ha, thì có định cái ống này có gì bắt buộc nghĩa là làm gì thì có thể ấy thôi rồi, hay là miếng gì đó hoặc là dán kéo cũng được, ta này nó nặng quá nó tì xuống, hoặc là dán kéo cũng được được chưa, rồi chạy lại ha. Rồi cái vị trí thứ hai nè, cái vị trí này nè, cái này quan trọng nè, em cắt cho tôi một ngắn hai dài, một ngắn hai dài đây, ngắn cỡ này thôi ha, ngắn cỡ này thì đầu tiên cái ngắn cỡ này nè em sẽ cho nối từ đây qua đây, nối từ cái ống thông cho đến ống dẫn được chưa ha, cái một cái dài thứ nhất nè, còn nó lại để chi nó không khi men không gì tụt, nó không tụt ra chính xác, bệnh nhân mà sao mổ là truyền lên thì xuống một lát nó tụt ha, tiết kiệm rồi ha, thì á một cái miếng dài nữa đó em quấn bên đây được chưa, tụt nổi nổi không, không tụt nổi ha đó, còn hồi xưa tôi học cái thì ta đánh quạt gạt ta quấn như này, ta lấy con keo quấn lại nhưng nó cũng tụt ha, mà rõ ràng là hồi xưa thì kỹ thuật của nó là không sao đó mới lắp vô, nó chảy ra một hoạt động nó lắp vô, lắp ở một cái môi trường không có sạch, còn bây giờ mình nó lắp ở trong cái mâm này có nghĩa là trong cái môi trường vô khuẩn mà không có sạch gì hết. Còn nữ thì đó mấy em, nữ mặc trong đùi, nữ mặc trong đùi, cái đùi đây nè, mặc trong đùi là chưa, có thể là cho nó nằm dưới không sao trơn, nó là nữ thì nó đoạn khúc đâu có sợ hoại tử gì đâu, nhưng mà riêng nam thì nó kéo thành hoại tử, nam càng buồn ha, nữ mặc trong đùi được chưa. Và sau đó mình sẽ quan sát cái hệ thống ha, có nó có thông không, làm đã đầy trời đất giờ thấy nhẹ thì sao, rồi nó tiểu chảy ra có màu đỏ màu gì không, hay có bị chảy máu gì không, hay bị gợn lợn cỡ cái đục gì không được chưa, màu sắc tính chất số lượng, đặc biệt là cái sự lưu thông của nước tiểu, rồi làm cái gì nữa mấy em, dặn dò bệnh nhân thì tôi dặn bác này nha, đặt cái thông này vô thì đừng tự rút ra chảy máu bán kiệu ha, không có được rút ha. Cái thứ hai là gì, phải vệ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên phải không, chứ nếu không thì nó bị nhiễm trùng ha. Cái thứ ba là cái túi này có mang đi đâu đó thì luôn luôn phải để thấp hơn cái bàng quang của mình, đừng có kéo ngược lên cho nó chảy ngược cái vô là nhiễm trùng ngược dòng phải không nha. Rồi mấy em phải ghi tên, ghi ngày chứ ghi ngày đặt cái thông này, dán vô, dán lên đây, ghi ngày thì dán lên đây cũng được, để tại vì 5-7 ngày sau ai hỏi em, bây giờ cái này ta biết là cái này đặt được 5-7 ngày, và thay nó thì tùy theo chất liệu cũng như không cho ăn, nếu silicone để được 1 tháng, cái latex thì em để được nửa tháng,
còn còn cái kiểu bình thường thì để được có tùng thôi ha. Rồi đó, cảm ơn bệnh nhân. Rồi và dụng cụ vệ sinh tay ghi hồ sơ ngày giờ đặt thăm tiểu phải không, lưu hay thường, số lượng tính chất bọt thắt nước tiểu, bệnh nhân có phản ứng gì trong quá trình đặt hay không, và mình xử lý cái gì. Tôi hướng dẫn mấy em nhìn nè, túi nước tiểu nè, nó có lượng ở trên, lát em giờ em nằm ngay đây 100 ml, lên tới đây là đó, lên tới đây là 500, 600, 700, 800, 900 ví dụ gì đó, tức là em cầm em dở là làm biết bao nhiêu. Còn cái này người ta làm vậy nè, cái này là khóa, kéo xuống là mở, nước tiểu chảy ra. Rồi mình ví dụ giả sử nếu mình làm thì mình biết, còn nếu không mình hướng dẫn người nhà đó, dặn này nha, cái này đừng có để sát ở dưới dơ lắm đó ha. Trước khi mà thấy nước tiểu ra chị phải rửa tay sạch sẽ, tôi để sẵn cái bô dưới, xong rồi mình cái mình kéo xuống cái nó chảy hết, xong cái mình sẽ gì đậy lại, đóng lại là nó khóa lại rồi, phải không? Đó, bình thường. Và chú ý cho là cái lượng bao nhiêu, chế ra cái bô thì trong cái bô nó cũng có lượng ha. Còn anh nhìn ở đây 500 là xả hết thì 500 ghi vô chỗ nước ra gì đó nhân dân, được chưa? Rồi cái này xong cái bài thông tiểu, nếu thắc mắc gì không? Cô nói như mà tiếp tục mà lần sau mình tới mình thay cho người ta thì mình cũng vệ sinh y như vậy luôn. Thay cái gì? Thay cái ống thông tiểu này nè cô. Ống thông tiểu này thường á là ví dụ giả sử 7 ngày thay thì em phải rút ra, và rút ra phải chờ ít nhất là 2 tiếng đồng hồ mới đặt lại chứ không đặt liền, được không? Thấy lâu quá trời. Tại vì về nguyên tắc là phải chờ, khi mà một cái ống thông đặt 5-7 ngày trong đó thì khi em mang đến dụng cụ đến cũng em cũng phải sao, phải có găng tay, rồi em phải có bơ xi lanh em rút nước ra rồi mới em mới rút ra chứ, phải không? Rửa ráy sạch sẽ găng tay chứ, nói chung là cũng phải soạn một cái mâm đến để rửa ráy vào phần sinh dục trước khi rút ra, rồi sau khi rút ra phải chậm khô lỗ tiểu dần dần, và đặc biệt là phải có xi lanh để chi để mà rút cái nước ra mới được ha. Rồi là xong, ít nhất 2 tiếng. Hồi cái thời của cô trước kia cô nhớ là phải là nửa ngày đó chứ không đặt liền đâu, còn bây giờ người ta tài liệu người ta cho phép 2 tiếng, trong thời gian đó là ổn định tại cái vùng niêm mạc ở trong cái niệu đạo đó, thì khi mình rút ra chắc chắn nó có sự mà cọ sát là nó kích thích, do đó mình phải để cho nằm nghỉ yên trong 2 tiếng đồng hồ sau. Tại vì nước tiểu em đâu phải đi tiểu, thí dụ lần cuối cùng nó ra như đó là hết rồi, tại sao đó phải 3-4 tiếng đồng hồ sau nó mới, phải không, 3-4 tiếng đồng hồ sau nó mới có lại nước tiểu chứ, bây giờ em đặt vô cũng chưa chắc đã có liền, rồi nó ra rồi còn gì nữa, nó tới đây hiểu không? Cho nên là không cần thiết, mà chỉ là đặt liền là nó dễ nhiễm khuẩn lắm. À, trước kia là thời gian dài hơn, bây giờ ta cho 2 tiếng. Cái nhất, cái thứ hai là đối với bệnh nhân mà cần theo dõi sát được nước tiểu thì em cứ để nó chảy vô tư, lát không nhìn, lát nhìn cái nhiêu. Nhưng đó bệnh nhân mà thật ra là bị tai biến, chấn thương cột sống gì mà họ phải nằm lâu á, họ phụ thuộc vô cái ống này á, thì đương nhiên sau này họ sẽ gợi ý, bác sĩ sẽ gợi ý là gì? Mở hồng quang ra da. Chứ không đặt qua cái đường này đâu, mở cái lỗ này đặt cái thông vô cho nó chảy qua đây chứ không chảy đường niệu đạo đâu. Nhưng mà nếu mà trường hợp có một số họ không chịu mà xài cái thông tiểu thì sao, thường là mình phải tập cái bàng quang hay mở bàng quang ra dao thì nên tập cái bàng quang. Tại sao? Thường là 3-4 tiếng đồng hồ mình đi tiểu một lần, nếu em uống nước đầy đủ cứ 3-4 tiếng đồng hồ mắc đi tiểu một lần, khi mắc đi tiểu nghĩa là bàng quang nó căng lên, khi em tiểu thì nó xẹp xuống, cái lát cái tiểu nó ra đầy 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 nó căng lên, cái này tiểu nó xẹp xuống thì cái độ đàn hồi nó co giãn còn tốt. Còn lần này em đặt cái xong này mà em không có nhiều chảy ra hết, có nhiều chảy ra hết thì cái bàng quang từ từ nó teo luôn. Sau này bệnh nhân là nếu như cái thận mà làm việc á, nước tiểu mà nó có được chút xíu cái lọc cầu là bệnh nhân lại mắc tiểu nữa, cái gì tiểu hoài, nhưng mà sau này phục hồi trở lại đó. Do đó nếu mà trong thời gian mà mình bệnh nhân mà phải lưu lâu ngày đó mà còn không cần theo dõi từng giờ đó thì nên để 3 giờ đồng hồ mở ra lần, còn lại em khóa lại, em lấy thùng cột lại ha, cứ 3 tiếng đồng hồ em xả ra lần thì nó chảy xuống đây, rồi sau đó em xả chảy hết xong rồi em cột lại 3 tiếng đồng hồ mở ra lần, để trong cái thời gian 3 tiếng đó mình cột ở đây thì nó đâu có chảy xuống được, thì cái bàng quang nó sẽ căng ra thì nó còn có độ co giãn, để sau này bệnh nhân phục hồi rồi họ chịu được mức đó. Cái người sau này là phục hồi cứ đái hoài, tại vì phải không? Nó bị teo bàng quang luôn, dụng là teo bàng quang luôn nha. Rồi là xong cái bài thông tiểu, còn ai thắc mắc gì nữa không? Còn cái rút ra cái bụng bóng thì nó đó thì vậy thôi, soạn mâm đến thì cũng vậy, rửa ráy xong rồi các em lấy cái xi lanh em rút ra, em rút cái hết nước ra, em cho cái ống vô tự động nó chảy ra, nó tống ra cho em ha, rồi rút ra. Chứ em không lấy là em không có rút cái bóng ra, thì rút cái nước cắt ở trong bóng ra thì đâu có rút được, dưới luôn đó rồi. À, cô ơi, mình quan sát như cái chỗ cái mà mình đặt ngay cái lỗ tiểu đó mà nó có cái dấu vết mà rách hay cái gì đó thì nó mình quan sát mắt thường nó sẽ ra làm sao? Ủa, nhưng mà sao nó rách, lý do sao nó rách chỗ đó?
rách hay là nó nhiễm trùng hay là một cái lý do gì đó. Thật ra là nếu bệnh nhân mà bị nhiễm trùng tiểu đó, trời ơi, tiểu gắt buốt mà chị không nổi đâu. Tiểu á, nó gắt, nó buốt, nó khó chịu lắm. Nếu nhiễm trùng tiểu, tiểu gắt buốt, chịu nổi. Chứ không cần coi quan sát cái lỗ đó gì hết trơn. Cái lỗ đó là sao mình quan sát, mình đâu có giặt ra trong đó mình coi được. Nhưng mà nếu là nhiễm trùng tiểu thì thường á là nước tiểu của bệnh nhân mà có đặt xong thì nước tiểu nó sẽ ra nhiều cặn như là như mũ vậy đó, lẫn cợn thường là như vậy. Thì thường em rửa cho nó rong thì thôi. Còn nếu em rút ra mà mọi người mình nhiễm trùng tiểu mà không có xong tiểu thì họ sẽ tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc hoài luôn đó, là vậy. Rồi còn gì nữa không? Thôi cô, em xin lỗi, em chưa có hiểu là lúc mà mình để như vậy là cái bong bóng ở trong cái chỗ mình nó vẫn còn ở trong đó để chi nó luôn.